Trong video này mình sẽ tổng hợp những nơi mình đã có dịp đặt chân đến trong năm 2022 vừa qua. Đầu tiên là thành phố Frankfurt, đây là một thành phố mang phong cách hiện đại, nó là một trong năm thành phố lớn nhất ở Đức. Frankfurt tập trung các doanh nghiệp, các tòa nhà cao ốc. Sân bay Frankfurt cũng là sân bay lớn thứ ba ở châu Âu và tất cả các công trình này đều mang phong cách hiện đại. Khi nói về Frankfurt có thể người ta sẽ nghĩ ngay đến thị trường tài chính như các ngân hàng và sàn giao dịch chứng khoán. Nhưng Frankfurt không chỉ có như vậy, Frankfurt còn tự hào vì có vô số bảo tàng. Có khu phố cổ mới được xây dựng lại dựa trên hình ảnh khu phố cổ đã bị tàn phá trong chiến tranh thế giới thứ hai. Và quảng trường Roy-Man-Bert, nơi tổ chức chợ Giáng sinh thường niên. Bạn có thể vào phần mô tả bên dưới video này để xem video chi tiết về quảng trường này và các video khác mình đã quay hình ở Frankfurt. Bang Hesse của nước Đức, nó nằm trên bờ trái của sông Main và giáp ranh với Frankfurt. Offenbach được biết đến như một thành phố của người nhập cư ở Đức. Nó không phải là một thành phố du lịch nổi tiếng, mình đến thành phố này vì nó sát Frankfurt và trường mình học tiếng Đức nằm ở thành phố này. Sinh ra ở Sài Gòn, nhưng mình đã trải qua 13 năm học tập và làm việc ở thành phố này. Dù ít hay nhiều, Sài Gòn đã trở thành một phần trong trái tim của mình. Như Chế Lan Viên đã viết một câu thơ mình rất thích: khi ta ở, chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Lúc mình về lại đây cũng là lúc Sài Gòn đang phục hồi sau đại dịch. Có lẽ những ngày tháng ở Sài Gòn trước đây, ngày ngày đi qua những con đường này, sau thời gian vội vã đến trường lại đến thời gian vội vã đến công ty, 13 năm ở Sài Gòn trôi qua như một chớp mắt. Sáng nay mình đi bộ và ngắm nghía Sài Gòn đẹp quá, năng động và hiện đại. Bên cạnh đó là những công trình cổ vẫn giữ được nét thanh lịch vốn có. Mình tin rằng bạn cũng sẽ như mình. Khi rời xa thành phố này, bạn sẽ nhớ tiếng xe máy trên đường, nhớ những cơn mưa bất chợt, nhớ những quán ốc, những quán ăn vỉa hè, nhớ những chiếc xe đẩy bán trái cây, nhớ đến rụng rời. Có thể nói Phú Quốc là nơi mình đến nhiều nhất ở Việt Nam. Đây là lần thứ 6 mình đến hòn đảo này. Vẻ đẹp của Phú Quốc giống như cái ghế vậy vì nó không phải bàn. Vẻ đẹp của Phú Quốc thì không phải bàn.
mình nghĩ Phú Quốc là nơi bạn nhất định phải đến một lần. Ngoài những bãi biển cát trắng mê hoặc thì Phú Quốc còn có vườn quốc gia với núi hoang thần kỳ, rừng rậm nhiệt đới với nhiều động vật hoang dã và những cung đường hiking rất đáng để trải nghiệm. What if I told you you took my breath away? What if I told you I wish that I could stay? Damn this wretched body, it's broken down and aching. Mình trở lại nước Đức vào mùa xuân, vào đúng mùa hoa đang nở rộ. Tất nhiên những bông hoa đó không phải vì mình mà nở, chẳng qua là mình đã đi ngang qua vào đúng mùa hoa đang nở đẹp nhất mà thôi. Không nhớ con này mình đã lượm được ở đâu đó. Đây là thành phố nơi mình sinh sống ở Đức. Nó rất đẹp và yên bình. I'm strung out in the heart playing alone. Damn this restless labor, it's a blessing and a curse. I work all day and turn all night. Heidelberg là một thành phố thuộc bang Baden-Württemberg. Nó nằm bên bờ sông Neckar ở tây nam nước Đức. Heidelberg cách Frankfurt khoảng 78 km về phía nam. Bạn có thể đến Heidelberg từ Frankfurt rất dễ bằng tàu điện. Có rất nhiều chuyến từ Frankfurt đến Heidelberg trong ngày. Tùy loại tàu điện bạn chọn mà thời gian có thể từ 40 phút cho đến 1 tiếng 20 phút. Fulda là một thành phố thuộc bang Hesse của nước Đức. Nó cách Frankfurt khoảng 88 km. Nếu bạn di chuyển bằng tàu điện từ Frankfurt thì mất chỉ 1 tiếng đồng hồ để đến nơi. Do Fulda nằm trên trục giao thông chính ở Đức nên mỗi ngày có tới 49 chuyến tàu điện lưu thông giữa hai thành phố này. Cung điện Fulda, những nhà thờ cổ và những căn nhà khung gỗ ở Fulda sẽ không làm bạn thất vọng khi đến thăm thành phố này. Limburg là một thành phố thuộc bang Hesse của nước Đức. Nó cách Frankfurt khoảng 53 km. Mỗi ngày có tới 40 chuyến tàu lưu thông giữa hai thành phố này. Limburg nổi tiếng với trung tâm thành phố thời Trung Cổ tuyệt đẹp và nhà thờ Limburg sừng sững với những ngọn tháp vút thẳng lên bầu trời. The October rain on the window pane is falling slow. Würzburg là một thành phố thuộc bang Bavaria của nước Đức. Nó cách Frankfurt khoảng 120 km về phía đông đông nam. Mình đến Würzburg hai lần mới có đủ thời gian cho những điểm tham quan nổi bật ở đây. Würzburg là sự hài hòa giữa nét văn hóa lịch sử. Nó cũng là nơi nổi tiếng về rượu. Đây là nơi hoàng gia thời xưa ngự trị nên có rất nhiều công trình kiến trúc hoành tráng cũng như bầu không khí sôi động và quyến rũ. You've packed your bags and closed the door. Mainz là một thành phố lớn nằm bên trái sông Rhine. Từ Frankfurt bạn có thể đến Mainz bằng tàu điện, chỉ mất khoảng 36 phút. Thành phố này nổi bật là nút giao thông, là nơi sản xuất rượu vang nổi tiếng và có nhiều tòa nhà lịch sử được xây dựng lại. Thank you.
Garmisch-Partenkirchen là một thành phố thuộc bang Bavaria miền nam nước Đức. Nó giáp với nước Áo. Khi bạn đến Garmisch-Partenkirchen thì bạn đừng nên bỏ qua khe núi Lở Phát Nát và Zugspitze, tự nhiên cao nhất Đức. That's something to figure out for yourself. But oh, how I wish. And oh, how I wish that things were different. And oh, how I wish that things could change. Rheinau là một thị trấn nằm dưới chân núi Zugspitze. Bạn có thể đến thị trấn này rất dễ từ Munich. Bạn đi tàu điện đến Garmisch mất khoảng 1 tiếng 20 phút. Sau đó đi xe buýt khoảng 20 phút là đã tới nơi. Từ Rheinau bạn có thể dễ dàng khám phá hồ Eibsee, một trong những hồ tự nhiên đẹp nhất nước Đức, và Zugspitze, đỉnh núi cao nhất nước Đức. Truth be told, the vows we made for worse or better don't mean a thing if we throw it all away. Seligenstadt là một thành phố thuộc bang Hesse của nước Đức. Nó cách Frankfurt khoảng 29 cây số. Đây là một trong những thành phố lâu đời nhất ở Đức. Bạn có thể đến đây từ Frankfurt bằng đường bộ hoặc đường thủy, vì cả hai thành phố này đều nằm trên bờ sông Main. Trân châu trên sông Main là mỹ từ người ta dùng để đặt cho Miltenberg, một thành phố thuộc bang Bavaria của nước Đức. Nó có tên gọi này vì vị trí đẹp của nó nằm ở trên khúc cua của sông Main và những căn nhà khung gỗ diễm lệ. Khách sạn đầu tiên của nước Đức cũng được đặt trong khu phố cổ của Miltenberg. Cách Frankfurt khoảng 84 cây số, mỗi ngày có tới 25 chuyến tàu điện di chuyển qua lại giữa hai thành phố này. Từ ga trung tâm Frankfurt, bạn di chuyển bằng tàu điện chỉ mất 1 tiếng đồng hồ để đến Marburg. Đây được gọi là làng sinh viên của bang Hesse của nước Đức. Bên cạnh sự quyến rũ của những căn nhà cổ bằng khung gỗ, trường đại học lâu đời nhất ở Đức, tòa lâu đài trên đỉnh ngọn đồi, Marburg còn là trung tâm lịch sử của ngành dược phẩm ở Đức. Và trong thành phố có cả một nhà máy của BioNTech sản xuất vaccine ngăn ngừa COVID-19. Dresden là thủ phủ của bang Saxony của nước Đức. Đây là thành phố lớn thứ hai trên sông Elbe, thành phố lớn nhất là Hamburg, và là thành phố đông dân thứ ba trong khu vực Đông Đức cũ. Sau hơn 5 tiếng ngồi trên tàu nhanh từ Frankfurt, Dresden đã làm cho mình quên hết mệt mỏi vì vẻ đẹp quyến rũ của nó. Mình sẽ sớm đăng video về thành phố này, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh của mình để xem nha.
Khi đến Prudence Ham, mình rất muốn làm một bài thơ để nói lên xúc cảm của mình về thành phố này. Mà mình ngồi gần 2 tiếng đồng hồ cũng không làm nổi 2 câu thơ thôi, thì mình cũng không cưỡng cầu, mình không làm thơ nữa. Prudence Ham cách khoảng 166 km. Bạn có thể đến đây dễ dàng bằng tàu điện, phương tiện di chuyển phổ biến ở Đức. Prudence Ham là thành phố sản xuất ruộng nổi tiếng ở Đức, nên cũng dễ hiểu khi nó có những ruộng nho đẹp nhất nước Đức. Mình đã lang thang giữa những ngôi nhà khung gỗ, ngắm những tòa lâu đài cổ và những ruộng nho, uống một ngụm rượu nổi tiếng ở đây và chìm đắm trong bầu không khí yên ngủ của thành phố này. Story of my Jesus Christ forever made us new. Oh, you made us new. Vào tháng 10 năm ngoái, mình có dịp đến Thụy Sĩ, núi Pilatus và thành phố Lucerne là hai nơi mình quyết định ghé qua trong chuyến đi này. Thụy Sĩ chốn thu thật đẹp. Mình đang cố gắng edit cho xong những video về những nơi mình đã có dịp ghé qua trong năm 2022. Hy vọng sẽ xong sớm sớm. Nếu bạn đã xem đến đây thì nhớ đăng ký kênh YouTube của mình nha. Còn rất nhiều nơi xinh đẹp ở Đức và những nơi khác mình muốn giới thiệu cùng các bạn trong các video sau. Oh, we cannot forget. It's all about love. The love of the Father, Spirit and Son. No, we cannot forget. It's all about love. Silent night. Trong tháng 12, mình có dịp đến chợ Giáng sinh ở thành phố Hanau. Đây là thành phố thuộc bang Hesse của nước Đức và là thành phố nơi anh em nhà Grimm được sinh ra. Các bạn có nhớ bộ truyện cổ Grimm không? Đó chính là bộ truyện được hai anh em nhà Grimm này sưu tập. Mình đã đến thành phố này vài lần nhưng đây là lần đầu tiên mình đến vào ban đêm. Nếu bạn có dịp đến một chợ Giáng sinh ở Đức, bạn nhớ thử hai món đồ ăn uống mà mình rất là tâm đắc. Mùa Giáng sinh nào mình cũng dùng qua đó là xúc xích Bratwurst và rượu Glühwein. Cảm ơn bạn đã xem video cùng mình khám phá nước Đức và những nơi khác. Trong thời gian tới mình sẽ cố gắng đăng nhiều video hơn. Không biết có làm được không nữa nhưng mà mình sẽ cố gắng. Bây giờ thì bye bye. Chúng ta sẽ gặp lại ở video sau.